Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi kiểm tra các dự án cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê, dự án tuyến cống thoát nước khe cạn đoàn từ chợ Chiều đến khu vực dân cư Phước Tường, quận Cẩm Lệ và dự án tuyến đường trục một Tây Bắc, cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Báo cáo với lãnh đạo thành phố, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết, dáng cống thoát nước liên phường Xuân Hà được khởi công từ tháng 3 năm 2022 với tổng mức đầu tư là 314 tỷ đồng. Sau thời gian triển khai thi công do vướng hồ sơ tư vấn thiết kế nên đến tháng 5 năm 2022 thì tạm dừng hoạt động chờ điều chỉnh bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế. Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban quản lý hạ tầng ưu tiên điều chỉnh thiết kế cho phù hợp mới tư vấn độc lập cho khách quan. Ban quản lý phải rút kinh nghiệm, làm cho kỹ, tránh xử lý được chỗ này là vướng chỗ khác. Tinh thần phải khẩn trương xử lý nguồn vốn, đảm bảo nguyên tắc khi thi công hết sức chú ý để không ảnh hưởng đến nhà dân. Nếu có thì đền bù, hỗ trợ cho dân. Tại giáng khe cạn đoạn từ B14 đến D hiện còn vướng 3 hộ dân. Chính quyền địa phương đang vận động những hộ này sớm di dời, hứa sẽ phấn đấu hoàn thành vào ngày 30 tháng 12 tới. Đối với dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc, ban quản lý án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết Hiện nay còn vướng 137 hồ sơ có nhà trên đất nông nghiệp, nên Ban Giải phóng Mặt bằng quận Liên Chiểu tiếp tục vận động người dân bàn giao để thông tuyến đến đường Nguyễn An Ninh trong thời gian sớm nhất.